rồi, trời ơi, quay rồi. Lũ nha cả nhà. Đẹp thai nha cả nhà. Đẹp thai nha. Đâu có gì đâu. Đúng sao mày là... người ta dốc nửa ly thôi, tao bỏ đá nhìn nó hấp dẫn. Ủa này bỏ đá không? Nhan sắc em có sẵn. Bỏ cái ly đi nè, bỏ vô cái ly này. Bỏ đá vô. Ly này mới đẹp. Ly này nó mới đẹp. Ủa? Mấy má ơi. Mấy má uống rượu kiểu gì vậy? Tao nửa ly thôi. Trời. Rồi chừng nào tới tôi hết luôn hả? Ủa? Không phải. Vậy tới tôi không còn mẹ vậy đó. Không phải, vô đi, uống được không? Có người vô rồi bắt đầu mình nghĩ coi người làm ly chừng 4 người không còn mẹ hả? Không khúc thôi, ly chi nè, cái ly này đi không là lỗ da sớt qua sớt lại không có đẹp, ý là sớt qua giận hổ tí nói nghe nè, lần đầu tiên tụi em uống rượu vang nha mà bả chơi một ly vậy nè, trời ơi con xong đó, con xong uống cái ly đó kìa lấy đá không có nào cái lựa ly đó hả, tới đâu